Xin chào tất cả anh em hôm nay đã trở lại với kênh YouTube Lê Kho Chúc tất cả anh em sẽ có một ngày thật là tuyệt vời, một năm 2021 sẽ đạt được nhiều thành công Thì uh, clip trước, trưa nay, nhà Khôi đã giới thiệu với anh em một cặp loa Full Ranger uh, Đến từ một hãng uh, đua của Đức, thì được rất rất nhiều anh em đón nhận Thậm chí là cái clip này sau 5 giờ uh, đăng tải trên kênh YouTube Thì đã được 2.000 lượt xem, nhà một con số khá ấn tượng À, thì rất là nhiều người em đã nhắn tin và mua nha không trả giá không mặc cả và chị nhắn tin một câu cho anh xin cho mình xin số tài khoản để 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 mua cặp loa tuy nhiên là một anh khách đã rất là mau anh anh tâm đã chốt loa ngay khi vừa đăng thì đáp ứng cái nhu cầu đó thì khôi đã đưa những cái cụ để dành anh em tại vì những cái cặp loa này nó đến từ mỗi cặp nó có một cái nét riêng khác nhau à, nên là Khôi tính dự lại để sưu tầm tuy nhiên là để phục vụ cái thiền chí của anh em thì Khôi đã đưa lên hôm nay ba cặp anh em nha còn nữa nhưng mà sẽ dành vào cái thời gian sau anh em nha rồi thì trong này sẽ có các cái dòng loa đến từ hãng Sapa của Đức ha Philip đến từ Hà Lan hai cặp Philips, thì hai cặp này nó sẽ có hai cái hình thức khác nhau cũng như chất âm khác nhau luôn thì anh em nào có nhu cầu thì mình sẽ xem clip này thì Khôi sẽ giới thiệu rõ từng từng cái một nha rồi vào cái phần cuối á, thì à, Khôi sẽ tháo từng cái màu ra cô sẽ nói rõ và sẽ báo giá nha bây giờ thì mình sẽ đi xem từng cặp ha đây đầu tiên là mình xem một lượt anh em một lượt ha rồi sau đó mình sẽ từng cặp nha thì đầu tiên là cái cặp Philips anh em Philips ha cặp này à, được thiết kế là cái thùng này bằng bằng nhựa nè nhựa mà sơn cái màu 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 nâu ha à, màu 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 đen 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 xám à, cái lưới này thì cũng lưới ô nè à, cũng vẫn rất là đẹp ha nhìn nó cũng tương tự với cái cặp đua hồi, trưa anh em đó hồi quay cho anh em xem đầy đủ ha cặp này còn cả à, tem luôn ha à, khôi đã tháo cái đít ra rồi để tí nữa mình quay clip á nên tí nữa khôi xoay lại nha đây nè bát này là bát 16 anh em nha cụ bát 16 của cụ trò nó của philip á nha đây mình nhìn nghiêng đừng cái góc ha để mình thấy được cái cái nét đẹp của nó à, rồi tuyệt vời rồi cặp thứ hai là cặp này khôi rất thích nhất này cặp Sapa anh em Sapa thì hai cái cặp này nó bị mất một cái uh, cái, cái 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 logo rồi. À, khó xin phép của đẩy nữa tí nha. đây cái cặp này thì anh em có thể là là, là dừng uh, đây dừng nằm cũng được ha. đó anh em theo dừng nằm cũng được ha mà đứng cũng được. đó tùy theo cái sở thích của anh em ha đứng nằm gì cũng được à, rất đẹp thùng gỗ tuyệt vời luôn anh em ha à, rất mới luôn đây anh em xem này các cái nét gỗ rất đẹp hơn. thịt cặp này mà có tính để trưng bày đây nè nhưng mà thôi thôi thì phục vụ anh em để anh em mà có cái sự phấn khởi trong đầu năm đó anh em xem để nằm có thấy đẹp hơn á nha đó mình nhìn từ xa này đó, để nằm đẹp hơn á nha rồi à, cặp thứ hai cặp thứ ba này đó, cặp thứ ba là thùng gỗ làng anh em thùng gỗ làng ha nó chắc chắn luôn đó anh em nhìn rất đẹp lưới thì lưới bố anh em ha lưới bố liền tất cả những cái này lưới liền hết nha à, đây còn cả cái logo luôn nè đó rất là tuyệt vời, nha. Yeah. đó, đây, đó, rất là tuyệt vời anh yeah. em, nha. no 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 rico gì đâu. đó, nó là philip anh em ha. rồi thì uh, anh em vào cái thùng này, thùng này thùng gỗ làng ngóc chó rất đẹp anh em. y như những cái thùng đến từ nước đó, anh yeah. nha. Đó. nhìn đạo quá trời đẹp luôn, nha. Yeah. Uh. thì uh, đó là về các, các cặp loa, nói chung là cặp cuối cùng là cái thùng đẹp nhất, nha. Yeah. cặp giữa thì có một cái đẹp nhất, còn cặp ngoài này là độc nhất to hơn to nhất nha ba cặp thì nó sẽ có những cái ưu nhược điểm như vậy thì anh em nào có nhu cầu thì mình xem từng cặp ha đây có được ra từ xa này anh em nhìn ha đó mình cùng xem các cái có review ha quay bằng điện thoại và bật đèn lên thì nó không có được đẹp nha được đẹp nhưng mà chấp nhận thôi tại vì mình quay trong phòng nha rồi ok à, anh em cùng ngắm nhìn ha rồi bây giờ thì khôi sẽ lật nó lại xoay lại xoay từng cặp lại rồi để anh em cùng xem được cái cái đột gan của từng cặp ha rồi sau đó khôi báo giá thì clip này nó mất rất nhiều thời gian nên là khôi sẽ không có test được nhạc thì ở những clip sau thì khôi sẽ test nhạc ha test luôn 3 cặp để anh em cùng với một cái năm ly chắc chắn là ghép đèn ghép cối ha thì ghép cassette thì nó sẽ là hay nhất nhá rồi khôi anh em đợi khôi tiếp tục ha vì uh, các cặp loa này là loa độc các em và thứ hai nữa là lưới nó dính lên nên khôi uh, đã tháo ra tất cả ba cái ha để anh em mình cùng uh, xem được cái phần đít loa cũng như là cái cụ loa bên trong cũng như là các cái sợi dây nó kèm theo à, đặc biệt là các cái cặp loa này đã có dây anh em về em em không phải tốn dây để mua nữa ha thì uh, bây giờ khôi sẽ nói từng cặp một ha đây đầu tiên là cái cặp philips em cặp philips ha thì uh, đây là cái cụ bát này uh, 16 anh em nha, cù bát 16 nha. Cù bát 16 thì tôi uh, sẽ đưa máy quay kỹ cho anh em cùng xem nè. Uh, đây, đây là cái cụ loa ha. Zin thì chắc chắn rồi, uh, tuyệt đối luôn. Anh em thấy còn cả bụi bặm là biết rồi. Nó có cái miếng này nè, cái miếng này để nó 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 lót ở cái mặt này lại nè. À, uh, khôi gỡ ra để khôi cho anh em xem cái cụ loa này ha. Uh. Đó, khi mình xài là mình mình dán nó lại nha. Uh, ok. Dán lại để mình mình uh, nằm ở đây nè. Lót ở đây, đó. Uh anh em thấy ha đây cái thông số của nó đây đó, nó là một sản xuất tại Hà Lan anh em ha Philip là của Hà Lan đây cái mặt sau của nó anh em ha cái lưới cái này bằng nhờ này nè cặp lá này là bằng nhờ nha đó, ok nhờ cứng còn phía sau này là các cái lỗ anh em thấy không được siết bằng bốn con ốc ha thì khối tháo ra như vậy đây các cái chỗ này là siết ốc này đó, rất là kỹ lượng ha thì cái cặp lá này nó còn dây rin luôn nè một bên á là khối đã đau rồi cái chỗ này là để nhét nhét dây nè khối đau rồi, nó còn khoảng hai mét rưỡi ha, một bên là hai mét rưỡi, dây zin của nó, anh em nhé, nhìn lên em biết này, đó, cái mối hàn của nó chưa nha. Rồi tiếp theo, tiếp theo là cặp uh, Saba, cặp Saba này khối rất là thích này ha, Saba. Thì uh, đây là cái cụ hột xoài này. Hồi chiều nay khối đã giới thiệu một cái cặp telephone ken. à, cái cặp cặp đua, thì cụ nó cũng giống vậy, cái cụ này là cái chiều dài của nó là 26 anh em nhé, chiều dài là hai này à, ướm cái tay của cô đây này 20 thì có cho 26 28 á còn cái chiều rộng của nó là gần 20 ha à, đó cái cụ của nó này sao ba anh em 6 ôm anh em ha 6 6 ôm nó tuyệt vời luôn loa này còn rất đẹp anh em ha đây nè à, ok thì um, cái cặp này á nó có một uh, bị một một đoạn dây nó cắt mất rồi nó cắt mất rồi nên cô đã thay lại cho anh em một cặp khác ha đó. dòng toàn dài full trên g á thì nó có sức nhỏ thôi con xích nhỏ thôi mình không cần dây quá lớn ha đây cái dây này là dây dinh của nhật nha à, dây sình nó chứ không phải là dây dây dây, dây thường đâu đây khôi đã hàn vào rồi nha đó loa này rất đẹp ha tuyệt vời rồi cặp thứ ba cũng là một cái cặp philip này cặp này cũng là của hà lan nhưng mà tuy nhiên cái cặp này bắt nhỏ hơn à, bắt nó là bắt mười ba mười ba mười bốn á mười bốn anh em bắt mười bốn ha nhưng mà cái cụ này rất là gấu nè cụ này gấu này trong các cặp thì cái cặp này là thùng nó sâu nhất ha À, nghe là có lực này, nghe có lực này anh em ha. Rồi, cặp à, cặp Philip này này, nghe tí tức rất là hay, nghe nhạc cụ là số 1 luôn. Đó. À, còn à, cái cặp à, Sapa thì nó full ranger, nhưng mà nó có phễu anh em nhé. Các cái dòng loa này có phễu, có phễu ở trước á nha. Có phễu ở trước hết thì mình nghe là nó đều ba dải ha. À, Philip nó có phễu anh em nhé. À, rồi. Thì à, anh em nào yêu thích cặp nào thì mình liên hệ với Khôi ha. Để mình cùng sở hữu cặp đó. Đó. À. OK, thôi à, uh, xin phép lại tạm dừng cái clip giới thiệu ở đây. À, cặp này thế này, anh em xem lại cái cái, cái mẫu của nó ha, để anh em rõ này, đây. Đó. Thì thôi uh, sẽ báo giá cho anh em từng cặp ha. Anh em nào có nhu cầu uh, mình uh, chơi cặp nào thì mình sẽ lựa chọn cho mình một cặp đó theo cái hình thức, theo cái sở thích, rồi theo cái trưng bày, theo cái gu chơi thẩm mỹ vân vân. Thì đây là toàn bộ những cái cặp loa mà rất là hiếm luôn, anh em à, sưu tầm về á tại vì nó nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp và độc đáo luôn ha thì à, uh, trong này là cái cặp sa ba là cái cặp có cái giá cao nhất nha 5 triệu 500 ngàn rồi cặp thứ hai là cặp uh, cặp Hà Lan cặp Hà Lan bắt 16 bắt 16 ha thì có giá 5 triệu rồi và cặp uh, Philip 13 cũng là như 5 triệu tại vì là nó nhỏ hơn bát 13 nhưng mà thùng nó thùng gỗ nè rất đẹp ha À, còn bên này bát 16 này, nhưng mà nó là thùng nhựa nha yeah. Thì nói chung là khôi về uh, theo cái giá mình nhập về rồi mình bán nó lại nha yeah. Anh em nào có nhu cầu thì uh, liên hệ với khôi Các mức giá này khi nam chuyển khoản thì khôi sẽ bao ship tận nơi à, Rồi khôi uh, dừng clip ở đây thì khôi sẽ uh, test thử chất âm rồi, Từng cặp loa để anh em cũng nghe ha Rồi